Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Dự Khán năm ơi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trở lại với chương trình Anh Evan, Up Evan của Ảng Giáo Đàn Cộng Khải năm ơi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ về khu vực Tương Dương. Và bây giờ Khải sẽ đi ép 1.000 Evan sâu đỡ anh nha năm. 61 à, Khải nói ít sâu à. Này Evan sâu là mình chuẩn bị sâu đỡ anh nha năm ơi. Này thì up fuck nè. Tại chúng ta chơi cái mini game nha. Anh em nào dự đoán là bao nhiêu cấp, bao nhiêu phần trăm anh em ơi. Chút nữa bắt đầu anh á, Khải sẽ cho anh em dự đoán nha. Anh em dự đoán được đúng bao nhiêu cấp, bao nhiêu phần trăm thì chúng ta sẽ được nhận phần thưởng, đó là một cái cạc 50k anh em. Đó, cho anh em giao lưu vui vẻ nha. Và đây là Evan ngày lỡ Vũ Lan nha mọi người. Hiện tại là bắt đầu Evan mới vào ngày mùng 2 tháng 7 này rồi. Thì bây giờ Khải bắt đầu anh em ơi. Evan hoa hồng đen 1.000 cái nè. Khải cắn một mua một cái hoa hồng đen à. Hồng đen nhiêu cái nè. 7 xu. À, ai xa xa. 7 xu và 50k điểm tống kim nữa. Được, Khải xem có điểm tống kim không ta. Ok. Mùa trước thì tốn 100k điểm tống kim anh em ơi. Mùa này thì tốn chỉ có 50k thôi. Ok, mới đi tham khảo tống kim thì Khải còn đã thừa anh em ơi. 50 điểm trên một cái thì Khải mua 1.000 cái khoảng tầm 50k điểm. Bum, đó, hồng đen anh em ơi. Sự kiện này sự kiện Vu Lan, sự kiện Vu Lan anh em. Và bây giờ chúng ta cùng xem sơ qua thử sự kiện Vu Lan nó gồm những vật phẩm gì và phần thưởng ra sao như thế nào nha. Đây, cho anh em xem. Mấy chủ đại danh kỳ sử. Đây là một trong những event Vu Lan. Anh em xem. Giờ mới chính thức bắt đầu vào buổi tối ngày hôm nay. Thì anh em có thể mở tại mua tại trung tâm các thành thị nè. Rồi Vu Lan thì cái này là mua nộp hồ sơ tại cái này là 100 điểm tống kim. Đây là hồng lam, cái này là đây là tống event tống kim. 100 điểm thì 100k 1.000 cái thì khoảng 100k điểm. À ok. Đây event tống kim. Rồi đây ok nè, Khải mua xong rồi. 7 xu cái này hồng đen, hồng đen là event xu này nè. 7 xu và kèm với 50 điểm tích lũy tống kim. Rồi. Trên này là hoa hồng trắng này Evan ca vạn nè mọi người ơi. Hoa hồng trắng Evan ca vạn thì được 5 tỷ kinh nghiệm. Thì hiện tại Khải chưa ăn như nào. Thì thôi Khải ăn sau 5 tỷ kinh nghiệm. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sau khi ăn 5 tỷ sẽ được thêm 2 tỷ, nó được 7 tỷ nè. Evan ca vạn được 7 tỷ. Còn Evan được bao nhiêu? Evan hoa hồng đen này sẽ được 7 tỷ kinh nghiệm nè mà. 7 tỷ kinh nghiệm. À 7 tỷ kinh nghiệm. Thì sắp xỉ gần 1 cấp. Rồi. Hộp quà ăn ra hộp quà câu chữ nè. Ho sen Vu Lan thuốc lắc, nói chung là không có gì khác nữa mà vẫn giống như mùa trước thôi. Rồi khác đặc biệt ở đây là nó sẽ ra thêm, đó là rương đồ phố hồng kim môn phái nè mày, rương hoặc đồ cổ đồ phố hồng kim môn phái, ngẫu nhiên các loại đồ phố hồng kim môn phái à. Rương đồ tím nè, hiện tinh ba nè, 1, 2, 3 nè, mảnh bí kíp nè, tiểu ma mà thanh anh, túi nhu tình hiệp cốt, đồ phố nhu tình ông ba, bài lệnh bài boss à, mùa này là nghiên cứu lệnh bài boss đánh cho anh em xem. Bột nếp lục thần vé số quốc tử hồng, hồng đu tóc cá nhân này, hồng hồng tím, hồng lục đu tóc văn hội, rồi hồng binh đèn này, mùa này có đèn đèn hoa đăng này mày, 5 điểm tâm đăng và đèn hoa đăng 1 điểm kỹ năng đó. Mùa này có cái nguồn 2 bộ cho một mùa này, là 2 kỹ năng và 2 tiềm năng. Thì tinh tinh hồng phúc duyên thiên hán bằng nhựa sư đờ tiền thổ lộ quốc tử thiên sơn đại đại lực phi tóc sát thủ lễ hộp và phong độ à. Sau anh 300 thì sẽ được, sau khi anh max sẽ được cộng thêm 3 tỷ. Tức ra mùa này được 10 tỷ cũng được. Rồi sẽ được thêm tiếp bình tinh, tiếp hỏa tinh, hàng sử dụng 20 ngày. À kết thúc mùa luôn, kết thúc mùa luôn. Rồi bông hồng cài, cài áo. Còn cái áo này mở ngẫu nhiên được phi phong rồi nè mà. Tìm phi phong kỹ năng và tìm năng trong cái này nha. 5 ngày nè. Anh em lỗi nè, cái này là hoa hồng cài áo nè. Tí nữa mình mở hình này, hình kiếm phi phong này mà. Sau anh sẽ được nhận đơn, mình hiện nhận đơn. Càng khôn này, ok mình đang cần tiền càng khôn này mà, 15 ngày càng khôn, một người kháng cả này, hai, ok cũng chia vũ đen thì trắng, hộp quà quà Vu Lan ngựa, thượng ngũ nhiên, bí kíp võ công tuyệt thớ, ủa cái này là gì? Bí kíp võ công tuyệt thớ, sử dụng được một điểm kỹ năng thêm một điểm, ấy da da, và phần thưởng ngẫu nhiên là sử dụng tự chọn tăng một điểm kỹ năng thêm một điểm. Mỗi kỹ năng 90 nhân vật tăng được một lần. Ái cha, cái cuốn này hơi mới rồi em ơi. Cắn cái này là ví dụ như đang kỹ năng 9x là ví dụ như thiên địa vô cực là 20 thì cắn vào sẽ được 21 vĩnh viễn nè mà. Oh, ngon nha. Tác dụng à hết, tác dụng hết cùng ngày với Evan. À là hạn sử dụng là đến ngày 25 tháng 7 nè mà. Đối với nhân vật trường phái, sau khi trường phái cần kỹ năng học chút phái đó gì, đối với nhân vật chuyển phái, sau khi chuyển phái cần chuyển kỹ năng đã học trước đó qua phái mới là sao ta? Ví dụ nhân vật A phái thiên bang sử dụng bí kíp cho chi phong quyết, sau khi chuyển sang ngoại đang có thể chọn kỹ năng đã học chi phong quyết qua cho kỹ năng thiên địa cực.
cũng hợp lý nha. Rồi cái này sau này mình tính sau, mình chưa rõ này mà cái này mình tính sau nha. Rồi có thể nói chung là anh em chuyển phá là không bị mất điểm kỹ năng đó, anh em nôm na là như vậy. Thiên Sơn đã tới phiến bí kíp đại thành 120, bí kíp trong kỹ năng 20 đại thành 90, và rương chuẩn bị hiệp cốt nhu tình. Rồi điểm sơ qua thì khá ok thôi. Rồi anh em mình sau khi mát event, mà khi mát event chúng ta sẽ được 500 sinh lực và kháng cảnh năm, vòng sáng kháng cảnh năm này nọ, ok này. Rồi chắc là mình ăn luôn event cả vạn này mà, mình ăn event cả vạn luôn để mình lấy cái dòng sáng này mà, chắc là bốn luôn event cả vạn nha. Rồi ok, được khai dứt luôn event cả vạn luôn. Rồi event cả vạn ok. Rồi ok này, để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì anh em đang xem live thì đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ hồi chơi, và chúng ta cùng chuẩn bị dự đoán này, để Khải dọn cái rương ấy. Hãy dọn rương cái chúng ta ăn event đâu đó rồi chúng ta dự đoán xem thử là Khải có đạt được theo thử anh em có dự đoán có đúng theo cái dự đoán anh em ơi. Nếu anh em mà dự đoán đẳng cấp và phần trăm trên dưới khoảng 5% thì người đó sẽ dành phần thưởng đó là 50k Việt Nam đồng anh em ơi. Rồi 7 triệu cho một cái là 1.000 cái là 1 tỷ đó Phượng Nghĩa, 1.000 cái là 1 tỷ. Và chúng ta sẽ mua hồng trắng nha mọi người. Khải sẽ mua event này sẽ được mùa này 5 tỷ luôn à. Ok, Khải ghép ghép này tốn nhiêu à. Rồi hoa hồng trắng ta muốn mua, đây là hồng đen nè, hồng trắng là mua như thế nào, lại ghép như thế nào đây, mua hồng trắng nè, 5 vàng kèm 5k điểm, ok, mua 1.000 cái nè. Ok rồi, 1.000 cái, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến chương trình giải thưởng ngày hôm nay dành cho anh em đang xem live trực tiếp ngày hôm nay anh em ơi. Anh em nè, sau cùng motor này anh em cùng nhau dự đoán đẳng cấp cộng phần trăm XP gần giống nhất sau khi anh full 2 event 5% đổ lại 5%, tầm 5% là anh em gần nhóm trước trong phần 5% nha. Sẽ nhận, anh em qua kênh YouTube này mời, nhớ nhận thưởng thẻ cào 50k Việt Nam đồng cho anh em cho vui nha. Rồi một chương trình event khá đơn giản cho anh em nha. Rồi và bây giờ chúng ta có thể ghé vào kênh YouTube của Khải để cùng nhau comment nha mọi người ơi. Và trước khi ăn event thì anh em bắt đầu bây giờ dự đoán là bắt đầu bây giờ dự đoán nha. Sau khi kết thúc event thì chúng ta sẽ cùng giữ thử là cấp bao nhiêu và bao nhiêu phần trăm nha năm. Ok bây giờ thì đầu tiên Khải sẽ ăn event hồng trắng trước năm ơi. Ok, chương trình chúng ta đưa dự đoán đã chính thức bắt đầu. Và chúng ta bây giờ Khải sẽ ăn event hồng trắng trước năm. Hui. Hồng trắng này chúng ta sẽ lấy kinh nghiệm thôi em ơi. Đa số là kinh nghiệm chủ đạo anh em, kinh nghiệm và sẽ lấy cá nhân, sẽ lấy những cái tốt cá nhân. Đây anh em ơi. À. Rồi nhiều anh em chắc chắn sẽ bảo Khải là cắn may mắn mấy đồ. Ok rồi Khải lấy may mắn cho anh em cắn cho anh em xem luôn. Anh em dự đoán năm ơi, mọi người lưu ý nha. Mọi người chỉ được dự đoán một lần một anh em, không được chỉnh sửa nha. Những bình luận của anh em không được chỉnh sửa nha. Ai mà chỉnh sửa thì không tính nha anh em. Đó anh em lưu ý nha, không được chỉnh sửa nha mọi người. Dự đoán của anh em là chỉ lần một lần duy nhất nha. Ai mà đúng chính xác nhất Khải sẽ hỗ trợ cũng như là tặng cho anh em một thẻ cào 50k vui vẻ nha anh em. Một thẻ cào 50k vui vẻ nha. Đó, ok, bây giờ Khải sẽ cắn may mắn rồi cho anh em xem, tại vì anh em xem trên live cũng rất là muốn là phải may mắn nó đầy đủ nè mà. Đó, lâu lâu làm anh em cái event anh em ơi. Like chia sẻ mạnh ủng hộ video Khải anh em ơi. Đó, Thiên Sơn quá tử ok chưa? Rồi, tiếp tục nè. Anh em lưu ý chúng ta chỉ được dự đoán một lần duy nhất nha anh em. Một lần duy nhất nha. Ok, chúng ta cắn hết event trắng anh em ơi. Đây là event ca vạn nha, event ca vạn này. Anh được 5 tỷ, biết khi nào được 5 tỷ vậy ta? Thử nè mà. Khi nào được 5 tỷ đấy? Mùa này cắn mắt cái này là mình lấy được 2 lượng bài boss này, sẵn sàng Khải sẽ gom lượng bài boss đánh luôn nha anh em. Hello anh em vô nha. Anh em có thể ghé vào kênh YouTube Duy Khải Gaming để dự đoán nha mọi người. Xem được mắt chưa đây? Hiện tại nếu mà nếu 1k này không mắt Khải sẽ mua thêm ăn cho mắt 5 tỷ này nha anh em. Ăn cho mắt 5 tỷ này nha mọi người. 5 tỷ rồi chúng ta sẽ tiếp tục ăn tiếp tục là hồng đen. Hồng đen này là một trong những event nó khá là hot này mà, đó là event show đó mọi người. Ok Khải sẽ mua tiếp tục event hồng trắng này mọi người. Ok gần 121 rồi. Anh em nào dự đoán cấp 121 mấy chục phần trăm nào, chuẩn bị tinh thần nhận thưởng này. Không biết bao nhiêu cấp đây. Không biết bao nhiêu cấp nha mọi người. Chúng ta vẫn còn event nha mọi người. Ngày hôm nay sẽ ăn mắt luôn nha mọi người. Mắt hay event luôn nha. Cảm ơn bạn cả từng show nha. Đó, lâu quá rồi cho anh em một cái event cho anh em chơi nào. 100 cái tiếp tục. Ok. Khui. Hôm nay ăn cái mắt event này cho tính tiếp anh em ơi. Ở cấp 121 này chúng ta còn 1.000 bông đen nữa nha anh em, 1.000 bông hồ đen nữa nha. Ok, có vẻ như không đủ rồi mà Khải mua thêm ít nữa. 70. Ok, mát không? Mát luôn rồi. Mát 5 tỷ này tiếp tục ăn hồ đen nha anh em. Vẫn chưa mát luôn à. Dự trừ là phải là nó mất khoảng 6 cái vạn nè, 6 cái vạn là mát đấy. Mát đâu, chưa mát luôn, mua thêm ít nữa nè mày. Thêm 10 cái nữa. Vẫn chưa mát luôn. Thiếu 1-2 cái nữa nè mà. Thiếu thêm 2 cái nữa. Chưa mát. Thiếu nữa kìa.
chú mắt luôn, mua thêm hai cái nữa, tầm này gần mát rồi. Ok, mát này nó mới, sau khi mát thì Khải sẽ được một cục bạch trắng đơn 200 kinh nghiệm này, đó 200 triệu kinh nghiệm. Ok, đó hiện tại đã 121 này, tiếp tục này mời hòn đen nha. Giờ đến chương trình tiếp tục anh hòn đen nha, đó là Evan Show nha mọi người. Đó anh em dự đoán lưu ý là chúng ta chỉ dự đoán một lần nha, ai mà dự đoán rồi mà comment chỉnh sửa là không tính nha, như đặc phạm là không tính rồi này, đặc phạm là hủy hủy kết quả đặc phạm rồi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến hòn đen. Ui, anh nhanh luôn em ạ, gọi gì đây, đúng gì đây, một đồ phổ rương kim, một túi phổ như tình hiệp cốt, một ho vu lan, một quà câu chữ vu lan, một bảo đường chuẩn bị 6 dòng, một tinh hồng, một viên thủy tinh, hai viên thủy tinh. Đó, ok, chúng ta cùng lên Hoa Sơn cảnh kỹ trường, một trong những khu vực khá đẹp mắt. Rồi chúng ta cùng chờ đợi xem thử ngày hôm nay anh em nào dự đoán và nhận ngay phần thưởng 50k Việt Nam đồng từ kênh YouTube của Khải không. Anh em cùng chờ đợi và chờ đón này mà. Ok, bây giờ chúng ta cùng về bên này cho anh em xem. Ok, chúng ta lên Hoa Sơn cảnh kỹ trường nha anh em. Nó một trong những khu vực khá đẹp mắt và khá đẹp cho anh em theo dõi cũng như là xem cái buổi nghe bình ngày hôm nay. Đây là Evan Vu Lan của tháng 7 nha mọi người. Đây, khui anh rất là nhanh luôn. Gì đây, ho hồng cá nhân này, hồng băng hội này, gì đây, thiên sơn, một cái quyển năm, năm làm cái gì, tục này, một viên thiên tinh, hai viên thiên tinh, bốn viên tinh này, một bình thiên thủ lộ, một bình thiên thủ lộ, một bình quá tửu đại, cành như gia đàn nha. Ok nè bây, chúng ta cùng chờ đợi xem. Một viên tinh, hai viên tinh, ái xà xà, viên tinh biết nó bù lỗi hay không đây. Một bình thiên sơn. Anh em lưu ý chúng ta chỉ được dự đoán một lần một duy nhất nha anh em ơi, một lần một duy nhất nha. Anh em đang xem đừng quên like cho sẽ ủng hộ mạnh. Ok, có một cái nến như một cái đây. Một đèn hoa đăng rồi đó mà. Một đèn hoa đăng 5 điểm tiềm năng. Ok. Tí nữa chúng ta bói xem luôn lần anh em ơi. Còn lại gần 500 cá nữa anh em ạ, còn 500 cá nữa. Ok được, cho anh Thiếu Lâm mà đứng gặp mé mé này tí nữa. Nhiệt độ anh em ơi. Một cục tinh hồng có thạch nữa. Tiếp tục. Tiếp tục. Hiện tại chương trình ngày hôm nay chúng ta vẫn có thời gian đó nè mọi anh em lưu ý nha, đến khoảng 100 cá Khải sẽ bỏ ngừng nha em ơi. Đến khoảng 100 cá Khải sẽ bỏ ngừng nha em ơi. Ồ, đâu rồi. Ôi xà, có vẻ như là ok là Khải. Anh em là dự đoán không anh em ơi? Anh em dự đoán đi, cơ hội vẫn có anh em, cơ hội vẫn có cho anh em nha. Cái lâu lắm rồi mình có một cái Evan cho anh em xem anh em. Ai dự đoán đúng chính xác, đẳng cấp và phần trăm thì Khải sẽ hỗ trợ cho anh em một cái điện thoại 50k Việt Nam đồng giao lưu vui vẻ nè. Và mấy bình thiên thủ lộ này Khải vứt anh em ơi, bình thiên thủ lộ này không có giá nữa anh em, bỏ vứt rác luôn. Với lại mấy cái bình quá tưởng này bỏ luôn, bỏ không rồi, mấy cái bình bí kíp này 50 xu bỏ luôn, bỏ rác luôn. Rồi mấy lần tiếp này bỏ luôn, không có giá luôn. Rồi được hai viên tinh thần 100 xu nè. Rồi hai lần mày bót 100 xu nữa 200 này, đó 200 xu nha. 5 viên thiên tinh này, 5 viên tinh cho ngang là có 1200 xu nha anh em, 1200 xu nha. Đó 1200 xu. Rồi một lỡ hộp mảnh thạch anh. Thì tinh, hình tinh gì đây? Hình tinh 1, hình tinh 3. Ok, hình tinh 3 có một kim. Ok, một kim nó có 2200 này, 2200 xu nha anh em. 2200 xu, hình tinh 1 vứt rồi, 2200 xu nha. Ok, bây giờ chúng ta tính tiếp rồi. Mảnh thạch anh này 200 xu nữa, 2400. Rồi cái này 300 xu nữa đây, 2500 rồi. Thu được 2500 rồi nha anh em. Rồi ok, này vứt qua luôn, thật chỗ 2500 rồi á. Giờ anh em cùng chờ đợi thử như thế nào đây, 2500 rồi nha anh em. Evan này thì Khải bỏ ra khoảng tầm Evan xu thì khoảng tầm 7 kim, Evan ca vạn khoảng tầm 6 kim thì dao động hết 13 kim anh em ơi. Rồi, thu được 2000 này, tiếp tục này. Còn 233 cá nha anh em. Lưu ý nha, cắn còn 100 cá thì sẽ cho ngừng comment, không comment nữa nha. Tiếp tục. Rồi có vẻ như không ổn rồi, tiếp tục. Ok, ngừng. Ngừng dự đoán anh em ơi, ngừng dự đoán nha anh em ơi. Rồi, kết quả chúng ta sẽ ngừng và bây giờ Khải ăn thêm cái này và chúng ta sẽ chốt kinh nghiệm và cấp nha anh em ơi. Khui. Có 122 này, 122 này. Bao nhiêu trăm? Ui số cái cuối cùng anh em ơi, 30 ô luôn à. Rồi, ngừng dự đoán nha anh em. Những anh em dự đoán comment sau không tính nữa nha. Ok. Chúng ta còn một cái cuối cùng, một bông hoa cuối cùng nữa anh em ơi. Bông hoa cuối cùng nữa. Này bỏ qua nè. Quá tử bỏ qua nè. Gì đây? Một cái tiềm năng, hai tiềm năng, ok rồi. Oh yeah rồi. Hai tiềm năng rồi anh em ơi. Đại lực nó bao vứt luôn. Hiệp cốt nhu tình, một chủ vu lan. Đây phúc duyên này, phúc duyên tí này lùm sâu. Quất luôn. Rồi ok. Đủ 30 ô chưa? Hai lần một lần bài boss 50 xu nữa. Ồ tính ra nó được mới 2k6 thôi này, mới 2k6 thôi. Rồi cái cuối cùng nè, cái này là người chốt kinh nghiệm luôn nè. Cái này chốt kinh nghiệm luôn nè anh em ơi. Đó, một chương trình Evan cho anh em nho nhỏ. Ui. Rồi, chúng ta chốt đó là đẳng cấp. Dự đoán của chúng ta đó là 122 cấp. Và
39%. Và chúng ta trước khi coi lời hay lỗi, chúng ta xem thử trên bình luận livestream thử có anh em nào dự đoán đúng nha. Đây anh em à, anh em cùng xem trên bình luận livestream nha. Đầu tiên chúng ta có đó là sâu comment này. Đó anh em lưu ý không, sâu comment này thì có từ Thanh Phạm đi xuống nè. Coi có anh em nào dự đoán có 122 và khoảng 30% đổ lại không. 122, 27 nè, cách quá xa nè, cách đến 12% không tính nè. 122 cấp 45 như là cách đến 6% rồi, không được tính rồi, 6% rồi, được coi. Ờ, được đùm hát xém được anh em à. Coi còn ai nữa không? 122 không? 122 không? 122 0%. 122 45. Rồi. Hà Hình là vẫn 45% anh em à, khoảng cách 6% rồi, không đạt chỉ tiêu rồi. Rồi. Chúng ta có kết quả chung cuộc đó là Vũ Cái Quang là 122 27%, vẫn là chưa được luôn, cách 8%. Rồi, Nguyễn Phi Hùng. Chúng ta có Nguyễn Phi Hùng anh em ơi, Nguyễn Phi Hùng đó là 122 và 39%, rất là chuẩn xác. Rất là chuẩn xác luôn. Rất là đáng tiếc dành cho Khắc Chí, 122 và 35%, tương đương là còn 2% nó đủ, nhưng mà chính xác nhất đó là Nguyễn Phi Hùng. 122 32%, 122 15, 122 19, 122 72. Rồi, chúng ta xin chúc mừng cao thủ Nguyễn Phi Hùng cũng như là kênh YouTube Nguyễn Phi Hùng nhận ngay phần thưởng nhận cạc 50k nha người anh em ơi. Inbox vào Zalo Khải để nhận nha. Inbox Messenger hoặc Zalo là kiểm tra kênh YouTube rồi Khải phát nha. Zalo chat kênh YouTube. Rồi, trời ơi, nhận nè. Ok. Cảm ơn người anh em nha, người anh em đã dự đoán khá chính xác và cực kỳ chính xác anh em ơi. Rồi, chúng ta thấy rằng là Nguyễn Phi Hùng với đẳng cấp 122 và 39% cực kỳ chính xác anh em ơi. Anh em cùng xem sơ qua có chính xác chưa anh em ơi. Đó, quá chính xác anh em ơi. Còn lại những anh em còn lại thì rất đáng tiếc, những anh em vẫn không có dự đoán chính xác anh em ơi. Tuấn Tuấn thì không chính xác, Tuấn Tuấn chỉ 121-40% thì không chính xác, là coi như đặc phạm mà ổng người xó tin rồi này nọ thì không ổn rồi anh em ơi. Đặc phạm comment 2-3 lần không được nha, duy nhất một lần một thôi. Đó, đặc phạm thì comment nhiều lần quá cũng không tính nè. Lưu ý là một lần một nha. Đó. Rồi. Nói chung là chốt sơ qua thì hơn gần 100 anh em đang xem live buổi tối ngày hôm nay, thì chúng ta xin chúc mừng người anh em Nguyễn Phi Hùng inbox nhận ngay phần thưởng 50k cạc từ Khải nha anh em ơi. Ok, lâu lâu làm content anh em ủng hộ khá tốt anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Và giờ chúng ta cùng trở lại với phần thưởng ngày hôm nay, xem thử Khải lời hay lỗ đây. 2 kim 5 rồi nha. Con ngựa này thì khoảng 200 xu, 2 kim 7. Cái này thì khoảng 150 100 xu. 100 xu là 2 kim 8. À 2 kim 8 khui hoa hoa. Một viên hiện tinh 200 xu nữa, 3 kim. Đại thành bí kiếm 120, ái cha cha. Đại thành bí kiếm 120 có 3 kim nữa anh em ơi, là chúng ta thu được 6 kim rồi. Thu được 6 kim rồi nha. Ok, rồi. Càng khôn xong tuyệt bội khoảng 500 xu, 6 kim rưỡi. 6 kim rưỡi rồi nha. Rồi hai cái này cho 30 xu nữa. Nãy được một cái thôi, thêm một cái là 6 kim rưỡi rồi, 6 kim 8. Hồi nãy có một cái tính rồi, năm cái này chưa tính nè. Cái này thêm 300 là 6 kim 8 nè. Này kháng cảnh 5 nè. Rồi giờ khui cái này kiếm vi phong nè, mà khui cái bông hoa cái áo nè. Khui. Trời ơi, lần bài bot 50 xu. 6 kim cho 6 kim 9 đi. Rồi 6 kim 9 cái này cá nhân cả ăn hai cái mình thì được 1000 cá nhân thì tương đương khoảng 1000 xu nữa. Này là được 7 kim 9 này anh em ơi. Rồi khui mấy cái này. Rác. 7 kim 9 khui. Rác. Trời ơi. Sâm hoàn yêu thúc. U lông chiều yêu. Lông chiều yêu rác luôn. Đại lưng u lông anh em ơi. Khui. Thô xấu, hồng xấu, rác luôn. Rồi nói chung là với 13 kim Khải thu là được khoảng 7 kim 9 anh em ơi. 7 kim 9 này tương đương khoảng lỗ 5 kim anh em ơi. Chung là tuy ra cũng lỗ cũng khá là hơ, tầm này khá ok anh em ơi. Tưởng lỗ nhiều là toan luôn anh em ơi. Ok. Và nói chung thì tổng cái livestream này thì anh em chúc mừng người anh em đó là Nguyễn Phi Hùng đã nhận ngay phần thưởng 50k. Và cũng xin chúc mừng Khải ngày hôm nay anh Vinh đã up được 2 cấp và lỗ khoảng 5 kim nha, lỗ khoảng 5 kim, lỗ khoảng tầm 200.000. Nói chung lỗ 200.000 nhưng mà up được 2 cấp anh em à. Đó. Ok, dạo này quá tốt anh em ơi. Rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này, đừng quên ủng hộ cho Khải một like cho xem hội cho anh em ơi. Và sau khi ăn mắt anh Vinh thì Khải cùng về khu vực Tương Dương để Khải nhận ngay cái vòng sáng khá đẹp mắt anh em à. Vòng sáng tương đương là 500 sinh lực và kèm kháng cảnh 5. Khá đẹp mắt. Yo. Mở quản lý vòng sáng này, nhận vòng sáng cái mắt anh Vinh. Đó. Đó, nhảy thành ngay. Vòng sáng khá là đẹp, ngay năm tăng 500 máu rồi nha. Đó, anh em thấy bông sáng ok chưa? Quá đẹp luôn. Ui trời, một bông hồng quá đẹp anh em ơi. Một cái bông bông sen. Có thể nói là một bông sen. Bông sen khá nhiều cánh, khá đẹp. Rồi, anh em xem video đừng quên ủng hộ cho Khải và like, share, hỗ trợ anh em ơi. Và tiếp tục cái series này thì Khải sẽ tiếp tục làm những cái series tiếp theo như là
đánh lên bài boss này nọ anh em xem nha. Nói chung là cứ mở ra event thì Khải sẽ có nhiều cá để anh em xem. Và bây giờ Khải sẽ mở tiếp tục nè anh em ơi. Nếu mà cái này thì có dùng này, hộp chữ này. Mở chữ thì ra phi phong vô nè. Đó, hiện tại bây giờ Khải sẽ mở chữ nè. Chúng ta có chữ đó là mừng Vu Lan Hạnh Hiếu, mừng Vu Lan Hạnh Hiếu nè. Mừng nè. Vu nè, đúng không? Vu Lan Hiếu Hạnh. Đó. Ok. Rồi, cái này là ban hồi đã qua ngày năm nè. Gì đó. Sen Vu Lan cái này là bánh hoa pháo hoa dân bằng thôn nè. Khui này luôn. Rác luôn. Vứt luôn. Áo luôn nè. Ấy vứt cũng được nè. Cánh hàng cái này lên được điểm tiềm năng như nào. Đó, này thì thiếu hai kỹ năng thôi. Đó, lên điểm tiềm năng luôn. Đẹp luôn, tăng ít máu luôn. Đó, ba ca máu luôn, quá đẹp. Rồi giờ cánh chữ này em ơi. Cái này cái chữ kinh nghiệm không á nè. Rồi cái này là ngồi luôn, cái này là kinh nghiệm ngồi luôn nha. Đó, này kinh nghiệm ngồi luôn. Không có tính nha. Chúng ta chỉ tính là chốt anh mắt 1000 cái bình ca vạn vậy bình sâu thôi. Ngồi luôn lên được 4 mấy phần, thêm được ít phần trăm nữa. Đó. Ồ cái này 20 triệu luôn nè. À được một hộp rùa, hộp rương. Rương này 20 triệu một cái là 45% rồi. Ồ cái này 50 triệu luôn. 48%. Ui, ui trời. Mảnh hiệp cốt đang tâm giới, nhận số 4 vứt rác luôn, nhận số 4 nội ơi, làm như xài được cái này. Rồi. Nói chung là ok đó ơi. Thì mở ra bắt đầu không có gì anh em, chủ yếu là kinh nghiệm này mà. Một nếp này không dùng đó. Vòng sáng quá đẹp anh em ạ. Rồi cảm ơn em đã theo dõi video anh Vinh Vu Lan mùa này. Và không gì hơn thì kính chúc anh em một mùa Vu Lan báo hiếu hạnh phúc và tràn đầy hạnh phúc cho gia đình mình anh em ơi. Mùa này thì cũng là mùa tháng 7 Vu Lan báo hiếu á. Anh em cố gắng giữ chọn anh em tình yêu thương gia đình nha nam. Ok, rồi bây giờ thì Khải xin phép off like off video và chúng ta đi tống kim. Ok, cái càng không Khải còn hết hạn nè mày. Ít không Khải sẽ. Đừng quên nhấn like cho xem hồi chơi nè mày. Và đừng quên kích ngay vào bên trên đỡ đăng ký kênh TikTok của Khải nè mày. Đừng quên đăng ký vào kênh TikTok của Khải bên trên. Khải có ghi bên trên nè mày. Kênh TikTok Khải đang tạo và cũng đã tạo và đang dự định khoảng 5k follow TikTok. Khải sẽ bắt đầu giao lưu như là làm kênh TikTok trên đó cũng như là vlog nè, giao lưu cái nhạc này, vlog này, giao lưu cái nhạc trên kênh TikTok nè mày. Game Khải có ghi bên trên nha. Anh em thử ghé kênh TikTok cho Khải một follow nha. Rồi, cảm ơn em rất nhiều.